Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Do bận công việc quá nên là em cũng đã lâu thì không có làm một cái video để đăng lên về các cái giống bơ. Thì trao đổi các bác, các bác có nhận ra đây là giống bơ gì không? Đấy, thì nó có một cây duy nhất thôi các bác nhé. Có một cây duy nhất thôi. Trao đổi các bác, đây là cái giống bơ sáp da xanh. Đấy, nó ra thì cũng tương đối là lệch vụ so với một số cái giống bơ khác. Đây này. Đấy. Vâng, trao đổi các bác là đây là một cái giống bơ nó ra khá là sớm nên nó trở thành nó lệch vụ các bác. Đấy. Thì cái hình thái, cái hình thái cái trái á với cả cái mẫu mã thì các bác xem hình ảnh em có đưa lên trên YouTube ấy, hình ảnh ấy ở trên màn hình đấy. Thì đây em sẽ trao đổi các bác, đây cái giống bơ này nó lại ra đến mấy đợt trái mà rất là đậu các bác nhé, xài lắm. Đây này, các bác thấy không? Thì đây đậu trái của nó này. Đấy, các bác thấy không? Tỷ lệ đậu trái của nó tuyệt vời các bác. Đấy, nó ra nó đậu mà cái dòng bơ này là ra dòng bơ chùm các bác nhé. Dòng bơ chùm. Các bác thấy cây bơ này chả chăm sóc gì đâu. Đấy, gốc có đục cỏ không này. Đấy. Mà cái chỗ này đất này cũng không được cao lắm. Đất trũng. Đất chỗ này đất trũng. Đấy. Mà trồng cái cây bơ này thì thực tế là nó không đúng kỹ thuật các bác. Trồng quá sâu. Đấy. Chủ nhà trước trồng xong rồi là có múc đất xong là đổ lên tấp ở gốc. Đấy, nên nó ngập rất là sâu thì cây bơ này nó bị ảnh hưởng tốc độ phát triển của nó một phần. Đấy, tuy nhiên cái giống bơ này phát triển rất mạnh các bác nhé. Giống bơ phát triển rất là mạnh. Đấy, đâm ra là nó rất là đậu trái các bác. Đây, em có thể quay cho các bác xem những cái chùm trái mà nó ra này. Ra bông nó đậu. Đậu rất là sai các bác này. Đây các bác đây, thấy này. Đấy, các bác thấy không? Đậu, tỷ lệ đậu trái rất là sai các bác nhé. Này, đấy. Đấy, mà cây bắt đầu đang làm nụ tiếp các bác này. Đây 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 nhá, ra những trái này. Bên này thì đang làm nụ tiếp các bác này. Đấy, đang làm nụ bông đấy. Đấy, rất là sai các bác. Mà chủ nhà thì chả có phun xịt gì đâu. Đấy, nếu mà cái cây bơ này mà được phun xịt một cách bài bản thì em nghĩ là cái cây này rất là đạt đấy. Này các bác thấy không? Gần như ra cái cuống hoa nào cũng đậu trái. Đấy. Mà hình thái của nó thì rất là đẹp. Dòng bơ này nó không bị chích hút gì hết các bác nhé. Đấy, nó không bị cái con bọ xít nó chích. Đấy, đây là một cái dòng bơ sáp. Hạt rất là bé. Nếu đây là một cái dòng mà chúng ta có thể nói là dùng chỉ dành cho những cái bác mà chúng ta trồng ở cái mà chúng ta không có nhiều công chăm sóc thì chúng ta nên trồng cái giống bơ này. Đấy, đây là cái dòng bơ tỷ lệ đậu trái rất cao. Đấy, mà ăn cũng rất là ngon các bác nhé. Ăn rất là ngon. Đây này, đang nằm nụ, nằm bông hết các bác này. Đấy, đang nằm nụ đấy. Ra nụ ra bông. Thì cái cây bơ này em sẽ, sau này em sẽ quay lại khi mà nó đã ra bông và đậu trái để đầy đủ. Em sẽ quay lại để gửi đến các bác cái hình ảnh cụ thể nhất. Đấy, em đã làm video về cái giống bơ này rồi các bác nhé. Bác nào muốn biết rõ hơn về cái giống bơ này thì chúng ta lên kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em á. Các bác vào cái dòng bơ sáp. Đấy, dòng bơ sáp cho trái khủng đấy. Đấy, em có đề là cái dòng bơ sáp cho trái khủng đấy. Thì các bác vào cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em, các bác theo dõi cái video em quay cái năm vừa rồi nó còn trái. Còn bây giờ thì nó đang nằm nụ, nằm bông. Hay nữa là có một đợt trái là nó ra trước đó. Đấy, nó ra cận nào nó đậu cái đó các bác này. Đấy, tỷ lệ đậu trái nó rất cao các bác nhé. Nhắc các bác thế. Các bác thì chúng ta làm bơ thì chúng ta đang chạy theo những cái dòng mà bơ rất là mắc tiền. Đấy, hướng đến tương lai mà. Nhưng mà theo em nghĩ là những cái bác, những bác có tuổi rồi hoặc là những bác mà chúng ta làm cái cây bơ để mang tính chất là cho nó nhàn một chút. Đấy, thì chúng ta lên, theo em là chúng ta lên trồng cái giống bơ nội địa các bác. Đấy, nó dễ chăm sóc, dễ đậu trái và cái giá bán nó ổn định các bác. Đây các bác thấy này, cái cây này nó ra cuống hoa nào nó cũng đậu hết. Đấy, mà không phun xịt gì các bác, đây nhá. Đấy, đấy các bác thấy không, nó ra cuống hoa nào nó cũng đậu. Đây, cuống này đậu 3 trái cơ và tiếp tục bên trong này đang chuẩn bị ra tiếp. Đấy, đây các bác này, đấy, nó tự nhiên nó đậu, tự nhiên nó dễ đậu các bác, chứ nó không khó như là những cái dòng bơ khác đâu. Đấy, trái, hình thái trái của nó thì các bác thấy ở trên video em có đưa hình ảnh lên đấy. Đấy, hình thái trái của nó như vậy, cũng to lắm các bác ạ. Đều từ 5 lạng, 6 lạng, 7 lạng không á.
Đây các bác thấy không, tỷ lệ đậu trái cỡ này cơ mà. Đây các bác thấy đậu trái sai không? Rất sai nhá. Mà khi trên cây này thì nó có lại nhìn nhiều cái nữ hoa các bác. Khi mà cái cây này, cái trái này bắt đầu vào thu được thì những cái trái kia nó còn bé, còn nhỏ. Đâm ra là nó cho mình thu 2-3 đợt. Nó lệch vụ đi các bác, nên cái giá bán của nó cũng tương đối cao. Đấy. Thì đây cũng là một cái giống bơ mà giới thiệu đến các bác để các bác có nghiên cứu. Em xin nhắc lại, giống bơ này phát triển rất mạnh các bác nhé. Đây ở khu vực trũng nước thế này mà nó còn phát triển rất là mạnh. Đây các bác này, đấy. Đấy, trũng nước này nó phát triển rất mạnh. Nếu mà chúng ta trồng ở khu vực đất cao, thoát nước tốt, đấy, thì đảm bảo với các bác một điều rằng là nó sẽ phát triển rất là tốt, mà cái trái còn rất là đạt nhé. Đấy, chào đổi các bác thế. Hai là đặc thù cái giống bơ này là cái hạt rất bé. Hạt bé lắm các bác. Hạt rất bé, tuyệt vời, mẫu mã rất là đẹp. Ít bị con gì nó chích hút. Đấy, không bị con gì nó chích cả. Đây là một cái này chúng ta cũng nên lưu ý. Đấy, nên lưu ý. Đây các bác thấy là không phun mà cũng có con gì chích đâu. Đấy, những cái đọt hoa nó không bị chích luôn. Đấy, chả có con gì chích vào đây cả. Đấy, đang nằm nụ nằm bông đầy các bác này. Đấy. Cái này mà thỉnh thoảng chúng ta, cái này mà chúng ta có phun xịt cho nó, thỉnh thoảng phun cho nó một lần thì em nghĩ là sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Giống bơ này cũng là giống bơ chúng ta đáng để lưu ý, để chúng ta xem xét, để chúng ta nghiên cứu cho ta trồng các bác nhé. Không nhất thiết chúng ta phải đòi hỏi cái giá cao quá 50-70 nghìn, mà chúng ta chỉ cần là nó 20-30 nghìn thôi, nhưng mà nó ổn định năng suất, dễ đậu trái, dễ chăm sóc, ít bị chích hút là những yếu tố mà chúng ta có thể nói là làm bơ là như thế thành công rồi. Đấy, thì cũng trao đổi các bác thế để chúng ta hướng đến một cái giống bơ mới để chúng ta nghiên cứu, chúng ta trồng các bác nhá. Làm video đấy à? Vâng, em đang quay cây bơ này để cái bơ này nó tỷ lệ đậu trái rất cao nhá. Cành nào nó ra nó cũng đậu hết. Quả đây này. Đây này, cái cành nào nó cũng ra đậu sai lắm anh này. Này. Nó lại ra mùa này à? Đây này, nó ra một nứa trái trước. Xong rồi nó lại ra nứa thứ hai. Bây giờ cái mắt này là mắt nụ chứ đâu phải mắt. Thì toàn bộ mắt nụ hết mà. Này, đậu trái, tỷ lệ đậu trái cao không? Cành nào nó ra cũng sai. Mà cái bơ này là bơ chùm. Trái này đẹp lắm, cái trái này đều 6-7 lạng trở lên hết. Bơ này bơ chùm. Đấy, nên là cái giống này là cái giống để nghiên cứu để trồng. Vâng thế các bác nhá, em cũng làm một cái video ngắn về giới thiệu một cái giống bơ này. Mà cái giống bơ này thì thực tế cho các bác nó cũng chỉ có mỗi cái cây này thôi. Đấy, có mỗi cây này thôi, tại vì cái đất ở đây là không được đẹp. Đấy, đất ở đây không được đẹp lắm. Thứ hai là không được chăm sóc cái gì cả. Hai nữa cây bơ này trồng quá sâu. Đấy. Nhưng mà tốc độ của nó phát triển cũng rất là mạnh. Đấy, nếu cây này mà trồng đúng bài bản, trồng đúng như là các bác đang trồng trong vườn nhà các bác, thì em nghĩ là nó sẽ phát triển rất là đẹp, tuyệt vời. Trái cho cực kỳ là năng suất. Đấy, thì cũng trao đổi các bác thế. Đây là cũng mong rằng là cũng không đem lại nhiều về cái vấn đề kiến thức về trồng bơ cũng như là cái cách làm bơ. Nhưng cũng chỉ mong là các bác đang trồng bơ là chúng ta cũng biết thêm một cái loại giống bơ để chúng ta nghiên cứu, chúng ta trồng. Vâng, thế cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác nhé. Cái bơ này đậu trái sai lắm ạ, năm nào cũng thế. Vỏ mẫu mã đẹp tuyệt vời luôn.